Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Kế Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 5. Qua phần trao đổi với anh Đoàn Quang Minh Thắng là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Thắng đã đến với chương trình ạ. Thanh, trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán đã chứng kiến sắc đỏ trên các chỉ số, trong khi cái lượng giao dịch vẫn khá là tích cực trên 5.000 tỷ đồng. Vậy không biết cái đà giảm điểm của thị trường vẫn còn kéo dài trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 5 hay không ạ? Thì thị trường trong phiên ngày hôm nay khi mà mở cửa phiên nhìn chung là cái chỉ số chung vẫn đang chịu cái áp lực, cái tâm lý khá là tiêu cực do các cổ phiếu vốn hóa lớn đè nặng lên cái chỉ số. Thì mở cửa phiên phút đầu thì thị trường chỉ số chung VN Index giảm gần 2 điểm, test lại cái ngưỡng 715 điểm. Thì tuy nhiên về gần cuối phiên giao dịch buổi sáng thì cái lực cầu vào khá là tốt, khoảng tầm 45 phút cuối thì cái dòng tiền đổ vào những cái cổ phiếu blue chip đã kéo cái chỉ số VN Index cũng như là HN Index phục hồi khá là tốt. Thì đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng thì chỉ số VN Index bật tăng trở lại trên cái vùng 720, tăng nhẹ 1.61 điểm, đóng cửa cái mức là 720.47 điểm, với cái thanh khoản cũng vẫn duy trì ở mức khá là cao, khối lượng giao dịch là đạt 142 triệu đơn vị, tương đương gần 2.500 tỷ đồng. Còn sàn HN Index thì cũng duy trì cái đà tăng như sàn thành phố, thì đóng cửa tăng 0.61 điểm, đạt cái mức là 89.74 điểm, với cái thanh khoản là hơn 28 triệu đơn vị, tương đương gần 280 tỷ đồng. Thì vì cái diễn biến tổng thể trong cái thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng thì do cái tâm lý khi mà cái chỉ số VN Index rớt khỏi cái ngưỡng 720 điểm đã đè nặng lên cái tâm lý chung đối với nhà đầu tư, chủ yếu là đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như tôi trao đổi, thì như là Vinamilk hay là Roche hay là Masan hay là BLX thì đã kéo cái chỉ số chung nó giảm. Bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu vốn hóa lớn khác như nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng như là Vietcombank, BIDV hay CTG thì cũng không có khả quan cho mấy, vẫn vào khoảng 45 phút đầu phiên thì vẫn ở cái ngưỡng tham chiếu hoặc là giảm nhẹ. Khoảng 45 phút cuối thì cái dòng tiền đổ vào cái nhóm này khá là tốt. Thì theo tôi đánh giá là có cái sự dịch chuyển từ cái dòng tiền từ những cái cổ phiếu penny, có thể đang họ nhà đầu tư đang chốt lời dần những cổ phiếu thì giá nhỏ để chuyển sang cái cổ phiếu vốn hóa lớn, do cái thời gian qua là cái nhóm này nó đang bị đè bán khá là mạnh và đang nằm ở cái vùng giá khá là hấp dẫn. Còn quay lại cái nhóm penny thì như tôi trao đổi những lần trao đổi trước thì hơn tầm 7 đến 10 phiên trở lại đây thì cái thị trường là cái dòng tiền vẫn đang tập trung ở những cái cổ phiếu penny, thì trong phiên ngày hôm nay nó vẫn như vậy, nhưng mà có điều có thể là đang có sự chốt lời dần. Thì trong phiên ngày hôm nay những cái cổ phiếu penny như là ITA hay là FIT hay TSC hay là HAR hay là Quốc Cường Gia Lai, QCG hay là DLG Đức Long vân vân thì vẫn duy trì được cái mức tăng khá là tốt, thì có mức tăng từ 4-7%. Thì đặc biệt là những cái cổ phiếu bất động sản thì cái dòng tiền vẫn tiếp tục tập trung vào cái nhóm này. Thì bên cạnh những cái cổ phiếu như SCR hay là Long Điền, Khang Điền hay là Đất Xanh thì cổ phiếu Vincom, cổ phiếu đầu ngành thời gian qua nó cũng chịu cái áp lực bán khá là mạnh về cái ngưỡng 40.000, thì trong phiên ngày hôm nay cũng có cái mức tăng khá là tốt, hơn 1%. Thì do cái thông tin vừa được công bố là cái tồn kho bất động sản có sự sụt giảm hơn 6.700 tỷ đồng, thì trong cái tháng 4 vừa qua ghi nhận là cái giao dịch bất động sản vẫn khá là tích cực và sôi động, và cái giá tổng thể cái thị trường bất động sản thì vẫn ở cái mức là ổn định. Do đó rất là kỳ vọng cho thấy cái việc tăng giá những cái dòng tiền vào nhóm cổ phiếu bất động sản cũng như cái việc tăng giá của nhóm này đó là do nhà đầu tư kỳ vọng một cái kết quả kinh doanh năm 2017 ở nhóm này khá là tích cực. Và ngoài ra này, cái tâm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay là đến từ cái bộ đôi cổ phiếu Hoàng Gia Lai và HNG. Khi mà công bố cái báo cáo kiểm toán 2016 ghi nhận cái mức lỗ, thì bộ đôi này đã bị Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào diện cảnh báo. Thì hai phiên trở lại đây sau khi mà có cái thông tin mà đưa vào diện cảnh báo thì cái bộ đôi này bị bán khá là mạnh, giảm gần hơn 10%, và đặc biệt trong phiên ngày hôm nay khi mà mở cửa phiên là bộ đôi này giảm xuống sát gần sàn, và đặc biệt HNG là giảm sàn. Thì với cái dư bán sàn gần hơn, với cái khối lượng khớp lệnh giá sàn hơn 8.5 triệu đơn vị, thì tuy nhiên là chỉ khoảng 20-30 phút đầu khi mà khối lượng bán sàn khá là lớn, nhưng mà cái lực cầu ngay lập tức đổ vào bắt cái lượng hàng giá rẻ này
còn mạnh hơn là cái lượng hàng mà nhà đầu tư bán ra để cắt lỗ, thì ngay lập tức kéo HNG cũng như HAG hồi phục khá là tốt. Từ cái mức sàn mà tăng lên thì khoảng gần 10%, cái thanh khoản cũng rất là lớn, cao hơn so với bình quân 10 phiên. Ngoài ra thì bên cạnh đó còn cái nhóm dầu khí, thì mặc dù là cái giá dầu thô thế giới hiện tại đang cho thấy cái sự ổn định trở lại, duy trì ở mức từ 46 tới 47 đô la một thùng. Tuy nhiên do cái tác động từ cái thông tin kết quả kinh doanh nên cái cổ phiếu BVD thì cũng sau hai phiên phục hồi nhẹ, nhưng mà trong phiên ngày hôm nay thì mở cửa mặc dù là có xanh nhẹ nhưng mà vẫn chịu cái áp lực bán khá là lớn. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu gas hay là BVT thì duy trì được cái sắc xanh. Thanh, là đà tăng của phiên sáng đã tiếp tục duy trì đến phiên buổi chiều nay, thì ngoài những cái điều mà anh đã phân tích thì đâu là nguyên nhân hỗ trợ thêm đà tăng của thị trường trong phiên chiều nay ạ? Thì đúng như chị trao đổi là trong phiên giao dịch buổi chiều thì cái đà tăng nó vẫn duy trì ở cái mức khá là tốt, và nổi bật lên là không chỉ mặc dù là nổi bật là những cái cổ phiếu penny thì giá nhỏ thì vẫn cái dòng tiền vẫn tiếp tục cái lực cầu vào cũng khá là tốt, thì vẫn duy trì ở sắc xanh. Bên cạnh đó là những cái cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn, như tôi trao đổi ở phần phiên giao dịch buổi sáng thì gần cuối phiên thì cái dòng tiền đổ vào, thì vào phiên chiều thì dòng tiền vẫn tiếp tục đổ mạnh vào do cái vùng giá đã nằm ở cái vùng giá khá là hấp dẫn thời gian qua. Thì nổi bật ở những cái cổ phiếu vốn hóa lớn mà dòng tiền đổ vào trong phiên ngày hôm nay thì tôi quan sát thấy thì cái cổ phiếu FPT có mức tăng khá tốt, hơn 3%, đóng cửa ở cái mức là 48.300 đồng. Hay cổ phiếu Vincom thì cũng có mức tăng hơn 1%, lên mức 40.750 đồng. Hay cổ phiếu gas cũng tăng gần 1%. Ngoài ra thì cổ phiếu RE cũng vượt được cái ngưỡng 31.000, tăng hơn 3%. Thì bên cạnh những cái cổ phiếu thuộc nhóm blue chip có cái sự phục hồi tích cực thì vẫn có những cái cổ phiếu nhóm vốn hóa khác vẫn chìm trong sắc đỏ, thì cũng tác động một phần là đến cái đà tăng chung của chỉ số, như là cổ phiếu Vinamilk sau khi mà có cái thông tin xong mà sau cái phiên mà chốt cái quyền hưởng cổ tức 2% tiền mặt thì cổ phiếu này liên tục bị bán khá là mạnh. Ngoài ra thì còn có cổ phiếu như Masan hay là BLX cũng tiếp tục cái đà giảm. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu penny thì cái dòng tiền vẫn vào thì vẫn duy trì cái đà tăng trần như trong phiên sáng, như là Quốc Cường hay là HA hay là MCG hay là SGT vân vân, thì vẫn duy trì được cái dư mua trần khi mà cái áp lực bán không có quá nặng lên những cái cổ phiếu này. Ngoài ra những cổ phiếu penny khác thì cũng dòng tiền vẫn đổ vào. Bên cạnh đó thì nổi bật ngoài những cổ phiếu thì giá nhỏ thì có những cổ phiếu đặc biệt là nhóm ngân hàng, nhóm tài chính ngân hàng thì có cái sự cải thiện khá là tích cực trong phiên chiều, khi mà trong phiên sáng những cái cổ phiếu ngân hàng như BIDV, CTG, MBB hay Vietcombank thì vẫn khá là lình xình quanh cái mức tham chiếu hay là tăng giảm nhẹ 100 tới 150 đồng. Thì trong phiên chiều cái dòng tiền đổ vào kéo những cái cổ phiếu ngân hàng tăng khá là tốt, hay những cổ phiếu ngành chứng khoán cũng tương tự khi ghi nhận cái mức tăng tương đối là tốt, đặc biệt là cổ phiếu HCM có mức tăng gần 5%, đóng cửa tại mức 35.500 đồng với khối lượng giao dịch cũng khá là lớn, vượt cái mức bình quân 10 phiên. Ngoài ra thì cổ phiếu SSI cũng có mức tăng hơn 3%, đóng cửa tại mức 23.800 đồng. Và những cái cổ phiếu chứng khoán, ngành chứng khoán khác như là BVS hay là CTS hay là VND, VNDirect cũng có cái mức tăng khá là tốt, từ 3-5%. Tương tự như trong phiên sáng thì cái nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa thấy cái sự hạ nhiệt trong phiên giao dịch buổi chiều, khi mà vẫn nới rộng cái đà tăng trong phiên sáng. Thì những cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì cái đà tăng thì như là Long Điền, rồi Khang Điền hay là Nam Long hay Nhà Từ Liêm vẫn tiếp tục thu hút cái dòng tiền của nhà đầu tư. Nhìn chung thì đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số VN-Index có cái mức bứt phá khá là tốt, vượt trên được cái ngưỡng 720 điểm. Đóng cửa ở cái mức 722.11 điểm, tăng 3.25 điểm, với cái thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá là cao, hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương gần 210 triệu đơn vị. Còn sàn Hà Nội thì nhờ cái lực tăng của những cái cổ phiếu như ACB thì đã kéo cái chỉ số của sàn Hà Nội cũng tăng khá là mạnh, vượt trên được cái ngưỡng 90 điểm, về mức 90.37 điểm, tăng 1.24 điểm, với cái thanh khoản cũng duy trì ở cái mức khá là tốt, khoảng 56 triệu đơn vị, tương đương trên 560 tỷ đồng. Xin cảm ơn phần phân tích của anh ạ.
Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh Robinsy để đến với phần điểm tin.